Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi, gầm cao quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết Toyota Fortuner nó có nhiều phiên bản 2.7 thì máy xăng, phiên bản 2.5 thì là máy dầu. Chiếc xe mà ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn đây là chiếc xe Toyota Fortuner ở cái phiên bản 2.5 máy dầu các bạn nhé, hộp số tay máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe cũng đã lăn bánh được hơn 12 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 440 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.5 máy dầu sản xuất năm 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.5 máy dầu. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần sơn bên ngoài, nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. 2011 tính ra là đã được 13 năm sử dụng, 12 năm sử dụng các bạn nhé. Chính xác là 12 năm sử dụng rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Toàn bộ về chiếc xe còn nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Rất là đẹp luôn. Mời quý vị và các bạn xem về cái phần đầu của chiếc xe các bạn nhé. Toàn bộ này xe cũng đã được trang bị đèn pha, đèn pha bi xenon mà chiếc xe này đã được chủ xe trang bị rồi nhé. Xe này cũng đã được là Toyota trang bị đèn pha bi xenon nhé. Đèn pha này đèn pha nguyên bản này. Phía bên dưới là đèn gầm này, rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Xe cũng đã có cả cảm biến trước, cảm biến trước này là do chủ xe lắp này. Cảm biến trước này. Xi nhan trên tai các bạn nhé. Xi nhan trên tai. D4D đây là ký hiệu của động cơ dầu các bạn nhé. Bậc cửa. Nhìn về cái phần sau các bạn thấy đây ạ, cũng rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cụm đèn được chủ xe lắp bảo vệ này, cả đèn trước đèn sau lắp bảo vệ này, rất mới luôn. Đấy, đèn cũng chưa xước sát gì cả các bạn nhé. Đây cụm đèn đây cũng chưa có xước sát gì cả. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi này. Đấy, có camera lùi, cảm biến lùi, đuôi gió, đèn phanh trên cao. Đấy, rất là đầy đủ rồi các bạn nhé. Giá nóc một chiếc xe SUV gầm cao, gọi là xe địa hình đấy ạ, rất là khỏe khoắn, màu bạc các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày các bạn nhé. Đây là dàn lốp này, dàn lốp rất dày luôn. Đấy, cái dàn lốp còn rất dày này. Đấy, dàn lốp còn rất dày luôn. Đấy, dàn lốp thay từ năm 2018 này các bạn nhé. Chủ xe thay cái dàn lốp này từ năm 2018, tính ra đến bây giờ cũng là 5 năm rồi mà còn dày như này thì các bạn thấy được là chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? 5 năm mà cái dàn lốp vẫn còn dày như thế này. Dàn lốp này là cái dàn lốp thứ hai rồi các bạn nhé. Đấy, cả cái dàn lốp này là dàn lốp thứ hai rồi mà còn dày, còn đẹp như này đây ạ. Thay từ năm 2018. Đấy, rất dày, rất đẹp như này đây các bạn này. Cả dàn luôn, 2018 luôn nhé. Thay đều từ 2018 mà còn mới còn đẹp như này đấy các bạn nhé. Về lốp sơ cua đây các bạn này, lốp xe cua cũng còn rất đẹp luôn. Đấy, lốp xe cua phần gầm
Đấy, quý bạn xem này, phần gầm cũng chưa có gì, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Rất đẹp này. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, nhưng mà nó phải mới, nó phải đẹp thì nó mới đẹp lên được các bạn nhé. Chứ còn nếu mà đi nhiều, chạy nó va chạm nhiều thì không bao giờ nó đẹp được, kể cả có dọn mấy cũng không đẹp được các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe SUV gầm cao như thế này thì tôi quay được gầm, tôi sẽ quay kỹ cho quý vị và các bạn xem những cái phần gầm này. Đấy, phần động cơ này, bên dưới của động cơ nhá. Đấy, bên dưới của động cơ. Đấy, phần gầm đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Rất đẹp luôn, rất là mới luôn. Đấy, toàn bộ những cái phần gầm này đều rất đẹp này. Tôi quay kỹ, quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem nhé. Ở những cái phần gầm này đều rất là đẹp rồi này. Đấy, những cái hốc sắt xi này, đấy, đều rất là mới. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản rồi này. Tắp bi cánh cửa đây còn nguyên bản và rất là đẹp đấy các bạn nhé. Rất là mới này. Đấy, nội thất thì xe cũng đã được trang bị là nội thất ghế da màu kem các bạn nhé. Rất đẹp, trải sàn da rồi. Và nhìn những cái bậc cửa này thì các bạn thấy được luôn, chủ xe rất là cẩn thận này, ốp bậc cửa bằng inox này. Chạy có 12 vạn hơn thôi. Chân phanh, chân ga các bạn xem đây. Đấy, xem kỹ cho tôi những cái hốc này để xem là xe có chạy nhiều hay chạy ít này, có ngập nước hay không này. Những chiếc xe gầm cao thì đỡ bị ngập nước, nhưng những chiếc xe mà gầm thấp là nhiều xe hay bị ngập nước các bạn nhé. Đấy, rất là mới. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Đấy, keo chỉ táp bi còn nguyên và còn rất đẹp đây. Phần nhựa này, phần này là chủ xe làm thêm vân gỗ thôi này. Phần nhựa là còn nguyên này. Da này, nhựa còn nguyên và rất đẹp này. Tất cả đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Trên trần cũng được bọc ni lông rồi các bạn xem này. Đấy, trần bọc ni lông, nên bỏ cái ni lông này ra là nên nỉ trần đã bên trong rất đẹp, rất mới này các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe là khá đẹp luôn. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Bên trong toàn bộ thì tôi sẽ nổ máy lên cho quý bạn cùng xem. Đấy, máy dầu tôi đã nổ rồi, nhưng mà cũng rất là êm các bạn nhé. Động cơ dầu của TOTA thì các bạn biết rồi đấy, vừa bền bỉ mà vừa êm. Lăn bánh được 12 vạn 8 đây các bạn này. Đấy, 12 vạn 8 và động cơ dầu đang nổ rất là êm nhé. Vô lăng, cần số này, đấy, đầu nguyên bản này, đầu CD này, đầu VCD và tích hợp cả bản đồ dẫn đường luôn này. Đấy, toàn bộ từ táp bi, táp lô đều rất là mới, rất là đẹp này. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, màn hình rồi này, camera lùi này, camera hành trình. Đấy, tất cả những phần nhựa này đều rất là mới các bạn xem nhé. Đấy, nhựa này, toàn bộ những cái phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái máy đi, ra ngoài tôi giới thiệu tiếp bên ngoài cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi sẽ giới thiệu đầy đủ, giới thiệu chi tiết cho các bạn cùng xem nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái nắp cốp sau, cửa sau đây ạ, cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cửa sau này nhé. Keo chỉ cốp sau này, ốc cốp sau này còn nguyên bản luôn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn nguyên bản hết. Và nội thất phía sau các bạn thấy đấy ạ. Riêng ở chiếc xe Fortuner 7 chỗ ngồi, gập ghế lại đằng sau này cũng rất là rộng các bạn này.
đằng sau để đồ thì rất là nhiều, thoải mái luôn nếu như chúng ta không sử dụng hết hàng ghế phía sau. Đấy, và phần nhựa các bạn thấy đấy ạ. Đằng sau này thì chủ xe đi ít cũng rất là giữ gìn cho nên là chưa có bị xước xát gì cả này. Đấy, phần nhựa cũng đều rất là đẹp các bạn nhé. Phần nhựa đều rất đẹp luôn, kể cả những phần ghế da cũng đều đẹp, đều mới luôn các bạn nhé. Rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này là trước chủ xe mua tại Toyota cầu Thăng Long này, chỗ Cầu Giấy. Toyota Fortuner phiên bản G. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ còn nguyên cái này, gioăng này là gioăng chống ồn mà chủ xe lắp dán thêm thôi nhá. Chứ keo chỉ bên trong rồi này, keo chỉ còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tappy cánh cửa đây, quý bạn xem này, rất là mới này. Đấy, tappy rất mới luôn các bạn nhá. Nội thất bên trong quý bạn xem này, mới đều luôn các bạn ạ. Hàng ghế ở giữa này cũng còn rất đẹp đây, ghế da ở giữa rất đẹp luôn. Đấy, bậc cửa này, ốp bậc cửa inox này, trải sàn da này. Đấy, đều rất là đẹp. Một chiếc xe 2011, tính ra là 12 năm sử dụng rồi. Đấy, mà còn mới còn đẹp như này các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ này, toàn bộ keo chỉ này là cũng còn nguyên này. Đấy, tappy cánh cửa còn nguyên này, tappy còn nguyên nhá, đầy đủ hết luôn này. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Đấy, bậc cửa các bạn xem đây, bậc cửa này, ốp inox này, keo chỉ ốc và bản lề cánh cửa này, đây là ốc bản lề cánh cửa sau còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất phía trong, tôi bỏ cái áo của tôi ra, đây là cái áo của tôi mặc thôi. Đấy, nội thất hàng ghế này, hàng ghế trước này, đều rất đẹp luôn. Đấy, toàn bộ cái ghế da ở hàng ghế trước này cũng đều rất là đẹp này. Hàng ghế này, toàn bộ này, tần số này, vô lăng này, tay phanh này, cho đến táp lô đều rất là mới các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Toyota Việt Nam luôn này, sản xuất năm 2011 này. Đấy, tem của nhà sản xuất này, 2011 đây các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Với chiếc xe Toyota Fortuner ở bản G máy dầu này thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc xe Fortuner này là một cái khối động cơ diesel với dung tích 2.5 lít các bạn nhé. D4D, D4D tức là ký hiệu của động cơ dầu các bạn nhé, động cơ diesel. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là bền bỉ, rất là hiệu quả kinh tế ở chiếc xe này đây các bạn này. Đấy, cho nên giá thành nó cũng đắt hơn những cái phiên bản xăng rất là nhiều. Phiên bản xăng thì đã là tốn xăng thì chớ lại động cơ lại to, động cơ 2.7 xăng rất là tốn nhiên liệu, cho nên là giá thành nó sẽ rẻ hơn với chiếc xe động cơ diesel này các bạn nhé. Và điều đặc biệt ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Tất cả là còn nguyên bản này. Đấy, ốc ác là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm hay là chưa có bị ngập nước gì đâu các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, động cơ còn nguyên bản và rất là mới như này đây. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn xem đây ạ. Động cơ của những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản rất là bền bỉ các bạn ạ. Và thứ hai nữa là người dân mình ấy hay gọi với cái từ đơn giản hơn cho chiếc xe của Toyota, đó là cái từ lành. Động cơ nó lành, bền. Đấy, nó bền luôn các bạn nhé. Sửa chữa, chi phí sửa chữa cũng rất là đơn giản và rẻ các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, phanh, hệ thống phanh ABS này, ốc cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo nguyên bản hết luôn này. Tem cabo đây các bạn xem này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Fortuner phiên bản 2.5 máy dầu số sàn.
Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 12 vạn km rồi. Thì chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe Fortuner máy dầu 2011 này, chúng tôi đang bán với giá là 440 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner 2011 máy dầu này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.